Chương trình của ngày hôm nay với cái tựa đề là Nguyên viết là Thầy Bảy Đờn không xong rồi đó các quý vị. Quả thật là cái bối cảnh ngày hôm nay thì Thầy Bảy Đờn quả thật là trong một cái bối cảnh vô cùng khó khăn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì sự áp lực của đảng phái và của nhiều người dân Hoa Kỳ đang vô cùng bất mãn. Và cái sự áp lực này nó không biết là Thầy Bảy Đờn có thể chịu đựng được hay không. Và những cái bối cảnh sắp tới khi người ta đang hăm dọa dùng tu chánh án 25. Tuy rằng cái tu chánh án 25 đã có hơn 50 năm cô chú anh chị em, nhưng chưa bao giờ người ta đem một cái quỹ ban để điều tra cả. Nhưng bây giờ thì người ta đang muốn kích hoạt sự việc này. Ngoài ra thì Thầy Bảy Đờn đang phải đối phó với sự chỉ trích của báo chí. Và không chỉ phải chỉ trích báo chí không, cả luôn nội bộ ở trong đảng Dân Chủ cũng đang bắt đầu nổi loạn. Rồi những đồng minh thân cận cũng giống như là Pháp, Anh Quốc và nhiều quốc gia khác cũng chỉ trích về phía của Thầy Bảy Đờn. Nên ngày hôm nay nó thật sự là Thầy Bảy Đờn đang bị một sự áp lực khi cái tuổi cũng đã lớn tuổi và sức khỏe không tốt, các quý vị cũng biết rồi. Nên là Nguyên không biết đợt này ông ta có thể qua được cái con trăng này không. Bởi vì ông ta còn có nhiều, có thể nói là sắp sửa không biết như thế nào sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới và ngắn ngủi nữa đây. Và đây là cái chủ đề chính của ngày hôm nay, nó liên quan đến vấn đề của A Phú Hãn. Và chúng ta đã biết được nhiều chi tiết và nội bộ của đảng Dân Chủ đang chạy trốn sự việc này nó như thế nào. Và cô chú anh chị em có khỏe không nè? Hiện bây giờ các quý vị thấy cái background đằng sau của Nguyên cũng là ở ngay trang cái chỗ mà gặp chú phim đó. Cái chỗ này là cái loại phim mà 3D cho mình coi. Dạ, cô chú anh chị em, cái kiến trúc nó cũng rất là lạ, đúng không? Và bởi vì cái dùng cái này Nguyên đến đó, lâu rồi không đến nơi đây. Lỡ đến nơi đây rồi thì coi phim cho nó đã. Phần lớn là nó chiếu phim, những phim này phim kia, khoa học là nhiều. Nó dạy, bởi vì nó có hai cái trường đại học rất là lớn ở đây. Một cái trường đại học để lên phi, kêu là expat, là phi hành gia đó. Và một cái trường đại học liên quan với điện ảnh. Nên phần lớn những học sinh thì nó ra đây nó thực tập trong những công ty này. Và cô chú anh chị em, các bạn mến thương của Nguyên, để không mất thời gian quý báu của các quý vị nữa, hiện bây giờ Nguyên đã thấy có 200 mấy người và có 100 mấy cái like. Các quý vị nào yêu mến chương trình nhớ bấm cho Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta có thể vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của YouTube, mà Nguyên có thể đem rất là nhiều những bản tin sôi động ly kỳ. Và cho Nguyên chào lại tất cả các vị nào mới vào trong diễn đàn. Bây giờ cho Nguyên vào những chi tiết và chúng ta đi vào sâu về vấn đề của Thầy Bảy Đờn. Đầu tiên thì cô chú anh chị em cũng biết, khi cái tình hình ở tại A Phú Hãn đã bùng phát lên thì cả nguyên thủ quốc gia trên toàn cầu, không riêng biệt về quốc gia nào, ai cũng đang hoang mang mà hoảng sợ. Chỉ có riêng biệt có một vị nguyên thủ quốc gia duy nhất ở trên trái đất này đi nghỉ mát và không bận tâm mà thôi. Khi cái vấn đề của A Phú Hãn nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, đó là châu Âu, Pháp, Đức, Anh Quốc, cô chú anh chị em, và lại có mật thiết với một cái quốc gia cường địch của Hoa Kỳ, đó là Tàu Cộng và Nga. Nhưng Thầy Bảy Đờn thì lạ hơn tất cả những tổng thống khác là ông ta đi nghỉ hè trong giai đoạn đó. Khi lúc đó ở phía bên Tòa Bạch Ốc mới điện thoại cho ông ta và nói rằng bây giờ ông phải có lên tiếng gì đó, bởi vì không có, ông không có nói gì hết. Và khi lúc đó là bắt đầu là người ta đổ lỗi cho Thầy Bảy Đờn rất là nhiều. Và lúc đó là cái sự thất bại ê chề ở tại A Phú Hãn, các vị đã thấy được hơn 11.000. Nguyên nói là hơn nha, bởi vì ngày hôm nay Nguyên nhận tin bản tin tới mức độ con số đáng sợ hơn nữa. Đầu tiên họ nói là từ 11 đến 15.000 người dân Hoa Kỳ, bây giờ đến một con số là từ 11 đến 22.000 dân Hoa Kỳ đang bị kẹt ở tại A Phú Hãn. Thì con số hiện bây giờ chưa biết là con số nào mới là chính xác. Thì lúc đó Thầy Bảy Đờn bị người áp lực với báo chí, bị áp lực với phía bên đảng cánh tả, nên Thầy Bảy Đờn mới bắt buộc đi phát biểu 20 phút. Phát biểu cũng giống như không phát biểu, đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, chứ tôi không có lỗi. Điển hình là thế. Rồi xong ông ta lấy máy bay phi cơ bay trở lại cắm trại tiếp tục. Các quý vị, có nghĩa là ông ta đi làm có lệ gì đó, ông ta mặc kệ cái bối cảnh ở cái sự việc ở tại A Phú Hãn. Ông ta phát biểu xong, ông ta lên phi cơ, ông ta bay lại, ông ta nghỉ mát tiếp tục. Thì các quý vị thấy cái hành động đó làm cho người dân càng phẫn nộ hơn nữa. Người dân Hoa Kỳ họ quá phẫn nộ và họ quá tức giận. Và sự áp lực ngày hôm nay của chú anh chị em, ông bắt buộc ông phải về. Ngày hôm nay ông về rồi. Ông về là bởi vì trong Tòa Bạch Ốc đang có vấn đề nội bộ, vấn đề của chú anh chị em. Ông về là bởi vì đang có một sự đổ lỗi, và ai cũng đổ lỗi cho ai cả, với cái bối cảnh tình hình ở tại A Phú Hãn và số lượng người dân Hoa Kỳ không biết làm sao giải quyết để cứu người dân, và bắt đầu người ta phanh phui ra thì đáng sợ vô cùng, mà chút nữa Nguyên sẽ chia sẻ sau. Chúng ta nói về cái tâm trạng của Thầy Bảy Đờn trước đã. Thì Thầy Bảy Đờn dưới một khuôn mặt rất là mệt mỏi, tướng đi lù khù, cô chú anh chị em,
đi rất là mệt mỏi, đã bước xuống sân bay và trở lại tòa Bạch Ốc. Để biết rằng ông ta biết rằng là ông ta phải đối đầu với những sự khó khăn sau đây. Khi cô tùy duyên báo chí Kusaki cũng xin nghỉ luôn. Các quý vị thấy chưa? Bây giờ ai cũng muốn trốn hết. Bởi vì sao? Bởi vì xuất hiện trên truyền hình TV trước báo chí những câu hỏi không cách nào trả lời được và còn chết chắc. Nên là cô Saki, cô khôn, tôi xin nghỉ một tuần. Cô tôi xin nghỉ một tuần, tùy duyên báo chí xin nghỉ một tuần. Và thầy Bảy Đờn bắt buộc phải quay trở về tòa Bạch Ốc để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt ở tại đất nước Hoa Kỳ. Cô chú và anh chị em. Và ông ta không vui. Ông ta không vui là bởi vì ông ta đang nghỉ mát, nghỉ hè mà tại sao kêu ông ta về. Và ông ta về với một cách rất là mệt mỏi, bởi vì trong mấy ngày gần đây có rất là nhiều những cú điện thoại đến thẳng ông ta và kêu ông ta phải giải thích liên quan đến nhiều nguyên thủ quốc gia, thí dụ Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh Quốc, phía bên Đức. Bởi vì cái sự lộn xộn mà cái cựu gút minh đi, ông ta đã không giải quyết một cách im đẹp, làm cho hiện bây giờ nhiều dân của nhiều quốc gia, đâu phải chỉ có Hoa Kỳ các quý vị, ở đâu có người dân Pháp nè, Đức nè, Anh Quốc nè, họ bị kẹt chung ở đó hết. Họ bị kẹt chung ở đó với cái số lượng người không biết là bao nhiêu người. Dân Hoa Kỳ không là không dưới 11.000, còn dân Pháp là bao nhiêu ngàn. Hiện bây giờ nó lộn xộn hết. Những nguyên thủ quốc gia khác điện thoại đến thầy Bảy Đờn và kêu thầy Bảy Đờn phải có một biện pháp hữu hiệu để cứu dân. Nên đợt này Nguyên nói là thầy Bảy Đờn không biết, chưa đến nói tu chính án 25. Nguyên nói chỉ nói là áp lực của liên minh thôi, là thầy Bảy Đờn cũng sẽ nhức đầu. Khi người ta phanh phui ra những câu chuyện mà thầy Bảy Đờn làm, các quý vị ơi, đáng sợ vô cùng. Nên là cái bối cảnh đầu tiên là các quý vị thấy được là thầy Bảy Đờn đợt này không xong rồi đó. Với cái tuổi già sức yếu và sự lãnh đạo yếu kém của ông ta. Bởi vì sao? Pháp đang đổi thừa ông ta. Hiện bây giờ công nhân Pháp ở bển còn rất là nhiều. Cô chú anh chị em, rất là nhiều. Bởi vì cái thỏa thuận đầu tiên nó không giống như vậy. À, bây giờ cho Nguyên đi vào những chi tiết và những thỏa thuận để cho các quý vị hiểu rõ được tại sao những quốc gia khác họ đang tức giận thầy Bảy Đờn như thế nào. Sau sự thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump, nói trước đi, khi Tổng thống Donald Trump đã muốn rút binh ra khỏi Afghanistan thì ngài có một cái cam kết với lãnh tụ tối cao của tụi Taliban là nếu họ tấn công vào người dân Hoa Kỳ hay là họ tấn công vào những cái vùng đất mà họ đã thỏa thuận giữa Taliban và với Afghanistan thì Hoa Kỳ sẽ dùng những vũ lực khủng khiếp nhất chưa bao giờ tấn công một quốc gia nào dành cho tụi Taliban. Đó là lời của Tổng thống Donald Trump đã đe dọa tụi Taliban trước khi ngồi ngài rời khỏi tòa Bạch Ốc, cái vị trí Tổng thống. Còn thầy Bảy Đờn thì không làm bất cứ gì cả, mà cái hành động của thầy Bảy Đờn đáng sợ hơn nữa, mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Thầy Bảy Đờn đã quyết định rút binh, cũng giống như là đã giống như trong thời của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà lúc đó tướng McLilley, ông ta mới công bố và ông ta nói như thế này: chúng ta không thể rút binh hết một lượt mà không để một nhóm binh sĩ phòng thủ và để di tản người dân từng bước một. Chúng ta phải để ít nhất là 2.500 binh sĩ. Nhưng thầy Bảy Đờn không đồng ý. Và thầy Bảy Đờn còn nhấn mạnh một câu rằng không có một cái rút binh nào mà không bị hỗn loạn cả. Ông ta nói rút binh là bắt buộc phải hỗn loạn thôi. Ông ta không muốn để binh sĩ một ít nào ở tại Afghanistan, 1.000 ở tại thủ đô mà thôi. Chưa xong cô chú và anh chị em. Là ông tướng McLilley lúc đó kiến nghị ông ta là chúng ta để thêm 2.300 binh sĩ, 1.000 binh sĩ là ở thủ đô Kabul. Còn 2.000 binh sĩ kia là để chúng ta rút dân về từng tầng và những công ty hạ tầng và những cái trụ sở của chúng ta đi ra khỏi đất nước cái đã. Thầy Bảy Đờn nhất định là không. Thì bây giờ cô chú anh chị em, lúc đó ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mới nói với thầy Bảy Đờn rằng phải cẩn thận. Nếu chúng ta rút binh mà chúng ta rút một cách gấp rút và chúng ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi lúc đó chúng ta còn liên minh còn bị kẹt ở đó? Có nghĩa là Pháp, Đức, Anh Quốc, quân đội của họ số không đông còn bị kẹt ở đó. Và chúng ta làm như thế, liên minh chúng ta sẽ bị tổn thương. Thì thầy Bảy Đờn nói một câu đơn giản như đang giỡn, đó là chuyện của họ. Chuyện của họ, chúng ta chỉ có trách nhiệm, chúng ta là chỉ có rút binh mà thôi. Đó, cô chú anh, ông bác bỏ hết tất cả những kiến nghị của người khác. Bây giờ ngày hôm nay người ta mới phanh phui ra một cái chuyện động trời hơn nữa. Động trời hơn nữa là quân đội Mỹ có một cái lực lượng đặc biệt, là lực lượng di tản dân.
bất cứ một nơi nào quân đội Mỹ có một cái lực lượng mà họ đóng đô ở tại đó, họ có một lực lượng để làm di tản người dân nếu có khẩn cấp, quốc gia có động đất, có chiến tranh, có sóng thần, vân vân, tất cả cái đó có cái lực lượng trực tiếp ở nơi đó để mà giúp đỡ người dân di tản. Thì cái lực lượng này nè, nó nằm tồn tại, nó nằm trong bóng tối ở tại A Phú Hãng từ đó tới giờ, là cái lực lượng cuối cùng mới được quốc binh. Trước khi Kabul sụp đổ, cách đó thời gian vô cùng ngắn, ông ta đã kêu cái lực lượng này phải về nước. Lạ kỳ không cô chú anh chị em, quá trùng khớp luôn. Nó trùng khớp đến mức độ đó luôn đó. Nó trùng khớp đến mức độ đó luôn. Có nghĩa là đến mức độ mà khi cái sự việc đó nó đến mức độ đó luôn. Bây giờ bị người ta phanh phui ra, bây giờ không còn đường để chạy. Hiện bây giờ phía bên đảng Cộng Hòa và quân đội, trong quân đội, nhiều cựu chiến binh đã đứng lên kêu tướng McLinney phải từ chức. Bởi vì cái hành động của quân đội của Hoa Kỳ mà tướng McLinney là đứng hàng đầu, tướng lãnh, và đã yếu kém trong sự việc ở tại A Phú Hãng. Hiện bây giờ để người dân Hoa Kỳ đang bị khó khăn với một số lượng người dân quá lớn, không cách nào di tản được và bảo vệ an toàn cho họ được. Đồng minh của Hoa Kỳ, dân của đồng minh của Hoa Kỳ cũng đang bị kẹt ở nơi đó với cái bối cảnh y hệt như thế. Và cái giải quyết của Hoa Kỳ đã không làm cho cách nào ổn thỏa được. Hiện giờ ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã là thất thủ hoàn toàn đến cái vấn đề của A Phú Hãng. Nên lý do đó họ nắm đầu ông McLinley ra, họ kêu rằng là phải từ chức. Ông McLinley nó không phải là do tôi. Tôi là kiến nghị thầy Bảy Đờn ra 2.500 binh sĩ thêm để mà để ở đó phòng ngự. Để có chuyện gì chúng ta vận chuyển từng bước được những vũ khí của chúng ta, máy móc của chúng ta, đồ nghề của chúng ta ra khỏi nước. Nhưng thầy Bảy Đờn, ổng là tổng thống, tổng tư lệnh, ổng không đồng ý. Bắt đầu đổ lỗi nội bộ cho nhau, cô chú và anh chị em. Bắt đầu là không xong rồi. Cơm với canh nó không còn lành, nó ngọt nữa. Bây giờ đụng chuyện rồi, bắt đầu là đổ lỗi cho nhau. Quân đội thì kêu tướng McLinley là phải từ chức ngay lập tức. Bởi vì cái này là cái sự nhục nhã lớn nhất chưa bao giờ có trong lịch sử. Bây giờ ông tướng McLinley là ông đổ lỗi lại cho thầy Bảy Đờn. Đó là tôi, là tướng lãnh, tôi đem ra cái kiến nghị của tôi cho thầy Bảy Đờn. Nhưng thầy Bảy Đờn không đồng ý. Tôi không cái nào làm hơn được, lỗi là không phải lỗi của tôi. Bắt đầu là xong rồi cô chú anh chị em. Bắt đầu là có sự hấp dẫn rồi đó. Nếu là bữa nay là thầy Bảy Đờn về, nó thật sự là nát óc luôn. Tại vì ngày hôm nay, hôm qua chứ đợi, bên Pháp điện thoại đến, nhiều nguyên thủ quốc gia điện thoại đến là muốn gặp thầy Bảy Đờn. Bà Calama Kari bà sợ rồi. Bà nói là tôi lên máy bay tôi đi qua phía Á Châu. Calama Kari thông minh lắm. Trong cái bối cảnh này các quý vị biết không, là ở tòa Bạch Ốc là cái nơi mà người ta biết bao nhiêu cú điện thoại người ta đến để người ta cần phải cự giải thích. Đặc biệt là sao, những người thân gia đình có còn kẹt ở tại A Phú Hãng, người ta viết đơn lên, người ta viết đơn lên, người ta đang kêu cầu cứu. Bây giờ biết bao nhiêu lá thơ những người thân của người ta còn kẹt, người Hoa Kỳ đó, kẹt ở tại A Phú Hãng. Bây giờ người ta viết đơn lên. Bây giờ bà Calama Kari bà đi sớm hơn một ngày. Một hai ngày, bà là thông minh thiệt. Đúng ra là ngày 23 tây gì đó, 23, 24 tây bà mới đến khỏi Á Châu, nhưng bà đi sớm hơn một chút. Bà nói bây giờ tôi sắp sửa chuẩn bị cái chuyến đi Á Châu của chúng tôi, còn cái chuyện đó là để cho thầy Bảy Đờn lo đi. Thầy Bảy Đờn lo. Đợt này là thầy Bảy Đờn lãnh đạn đủ hết. Bà Saki cũng đi nghỉ mát. Phó tổng thống cũng chuồn qua khỏi Á Châu. Rồi đem tất cả hết thảy cho thầy Bảy Đờn. Bây giờ thầy Bảy Đờn giải quyết vấn đề đi. Chết chắc thầy Bảy Đờn đợt này, cô chú anh chị em. Áp lực không nhỏ. Áp lực không nhỏ. Khi lúc đó là bị áp lực của Liên minh châu Âu, đồng minh của châu Âu áp lực. Bây giờ là bởi đảng Cộng Hòa áp lực. Dẫn đầu với dân biểu bà Tangerine đã nói rằng chúng ta phải đứng lên bãi nhiệm thầy Bảy Đờn ngay lập tức, không để ông ta hủy hoại đất nước này nữa. Và bà ta đang kêu gọi người dân Hoa Kỳ bắt đầu ký khẩn nguyện thư bây giờ. Đây là bà Tangerine, tất nhiên mình ơn bà thì sẽ không thực hiện được. Phải có nhiều người đảng Cộng Hòa hơn nữa, phải có một sự kịch liệt hơn. Nhưng người dân Hoa Kỳ có thể làm trong cái bối cảnh này. Nếu người dân Hoa Kỳ đổ máu ở tại A Phú Hãng, mà đổ máu là chắc, đổ máu là chắc, các quý vị mến thương của Nguyên, người dân Hoa Kỳ đợt này ở tại A Phú Hãng sẽ bi thương vô cùng, đổ máu là chắc. Bởi vì sao phải đổ máu? Bởi vì hiện bây giờ cái số lượng người mà ở tại Kabul là thủ đô đó, được di tản mà người Mỹ là một con số nhỏ mà thôi. Những số lớn là họ ở trong những cái tỉnh khác. Ở tỉnh khác, theo lời hứa hẹn của tụi Taliban là họ sẽ không tấn công vào người dân Mỹ. Nhưng mà họ nói mâu thuẫn lắm. Nhưng mà
cô chú anh chị em, nhưng mà người nào muốn bỏ chạy là họ sẽ giết chết. Ủa sao kỳ vậy? Họ không tấn công vào dân Mỹ mà người nào muốn bỏ chạy thì họ giết chết. Tất cả những cái tướng, cái hướng đi từ tỉnh này đến thủ đô đều bị chặn hết do quân đội Taliban kiểm duyệt. Người dân Hoa Kỳ không thể đi được. Đặc biệt là hiện bây giờ họ vẫn còn nội chiến, chứ đâu phải là họ chiếm hết đâu. Phó Tổng thống Afghanistan đã lấy lại hai vùng và kêu gọi rằng Afghanistan không phải là Việt Nam, cuộc chiến tranh chưa kết thúc. Đợt này là dân Hoa Kỳ còn chết nữa nè. Dân Hoa Kỳ đợt này là chết nặng nè. Đợt này là, nói thật sự cô cho em là dân Hoa Kỳ ở với châu Âu là chết nặng lắm. Bởi vì phó tổng thống của Afghanistan, ông ta đâu có đầu hàng. Ông ta mới phản công và chiếm được hai thành phố nhỏ. Và ông ta nói rằng là Việt Nam, Afghanistan không giống nhau. Chiến tranh của Việt Nam có thể kết thúc, còn hiện bây giờ họ vẫn là bức trong cuộc chiến. Nên lý do đó mà cuộc chiến tranh xảy ra thì những người dân Hoa Kỳ, châu Âu họ sẽ như thế nào? Họ sẽ ra sao đây? Đợt này nó thật sự với cô chú anh chị em, đổ máu của người dân châu Âu, đổ máu của người dân Hoa Kỳ thì cha bảy đờn này là chả bị ăn đòn mềm tương. Và cái tụi Taliban này nó cũng mềm tương. Nói thật, bây giờ cái bối cảnh nó lộn xộn hết. Đâu phải là cuộc chiến tranh nó chấm dứt đâu. Họ mới chiếm được thủ đô và những cái tỉnh lớn thôi. Bây giờ là có nội chiến trở lại rồi. Đó, bây giờ là cái tình hình ở tại A Phú Hãng nó vô cùng phức tạp. Mà làm sao mà có thể đem hết một số lượng người đi đây, khi sân bay chỉ có một sân bay duy nhất quân sự để lấy người đi thôi, mà trong đó có biết bao nhiêu người. Trung yên tính sơ ha, người dân Hoa Kỳ là đông nhất từ 11 đến 22, 25 gì đó. Không có con số chính xác, tại bởi vì người chánh quyền Hoa Kỳ cũng không biết con số chính xác là có bao nhiêu dân số ở đó. Tối thiểu nhất là 11.000 người. Bên Pháp là 7.000 mấy, Đức là 5.000 mấy, Anh Quốc là 4.000 mấy gì đó. Là theo những cái con số mà họ cho rằng là những con số phỏng đoán, chứ không phải là con số chính thức. Bởi vì có nhiều người chưa nói là người ta lấy chồng, lấy vợ, rồi đẻ con ở tại nơi đó. Tại vì thời gian cả 20 năm nữa, con của người ta cũng có được quốc tịch. Cô chú anh chị em, thí dụ là người đàn ông lấy vợ người A Phú Hãng đẻ con ra thì con của họ cũng có quốc tịch. Nên là hiện bây giờ cái số lượng quá đông người mà họ ở loãng tả khắp nơi ở trong đất nước A Phú Hãng hết, thì làm sao biết mà vận chuyển người dân đây, làm cách nào đi đến thủ đô được đây khi đất nước đang chiến tranh. Rồi chưa chết, chưa xong cô chú và anh chị em. Ngày hôm nay Ngũ Giác Đài thừa nhận, ông Lloyd Austin thừa nhận, công bố thừa nhận là có rất là nhiều vũ khí tiến tân của Hoa Kỳ đã gớt vào trong tay của bọn Taliban. Chết chưa? Bây giờ cái này còn chết nữa nè. Vừa qua thì thầy Bảy Đường đã ra lệnh dùng máy bay B-52 thả bom ở tại căn cứ, những căn cứ ở tại Afghanistan, cô chú anh chị em, A Phú Hãng đó, để mà tiêu hủy những hệ thống máy móc của Hoa Kỳ. Nhưng thả bom không có hết. Tổng cộng bây giờ nghe ra một nguồn tin cho biết là máy bay không người lái của Hoa Kỳ cũng gớt vào trong tay của tụi Taliban. Cái vấn đề á, vào trong tay của tụi mọi rợ á, thì không có vấn đề gì cả, nó không có biết cái gì hết. Cái tụi mày, Quyên nói là ở trong rừng ăn trong rú mà ăn cám sú cám heo đó, tụi nó là lạc hậu, nó không biết thiệt. Nhưng nó có sự hậu thuẫn của Nga và của Tàu. Nó đem vũ khí của Hoa Kỳ, nó đem bên kia nó bán. Và tụi kia nó sẽ mổ xẻ ra và nó copy y hệt như vậy. Nhất là Tàu Cộng. Những vũ khí hàng đầu của Hoa Kỳ đã gớt vào trong tay của bọn Taliban. Taliban thì sẽ không biết sử dụng rồi đó. Nhưng thằng Nga, Mr. Tàu Cộng, tất nhiên họ sẽ biết sử dụng. Và họ sẽ mổ xẻ ra. Đợt này là chết nhiều lắm. Cái đợt này là cái vấn đề mà về chính trị, sự việc nó xảy ra quá lớn. Và cái người phải chịu trách nhiệm là thầy Bảy Đờn. Nên đợt nó là Nguyên không biết là thầy Bảy Đờn có qua khỏi con trăng này không. Nguyên nói thật chứ cô chú anh chị em, Nguyên không biết là thầy Bảy Đờn có thể qua khỏi cái con trăng này không. Khi bây giờ ở tòa Bạch Ốc ai cũng đang chạy trốn trách nhiệm hết. Người nào cũng muốn chui chỗ nào đều chui là họ chui hết. Để lại thầy Bảy Đờn bơ vơ đối phó với những cơn bão tố sắp tới của đảng Cộng Hòa, của người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người có gia đình còn bị kẹt ở tại A Phú Hãng. Đồng minh Liên minh châu Âu đang lên tiếng và không đồng ý những cái sự việc. Khi lúc đó người ta phanh phui ra tội lỗi là do thầy Bảy Đờn đã không nghe lời cố vấn của ông tướng, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều đồng minh khác. Chết chưa? Các cô chú anh chị em, vậy là còn cái gì nói nữa đây?
Cái bối cảnh này Nguyên không biết là vài tuần nữa đây ở tại Hoa Kỳ sẽ có xảy ra chuyện gì. Nguyên đang vui lắm, tại bởi vì sao? Thầy Bảy Đờn đợt này ông ta mới cảm giác là ngồi cái vị trí tối cao không dễ, ngồi cái vị trí tổng thống không sướng chỗ nào cả. Bởi vì cái vị trí tổng thống dành cho những người quả thật là có bản lãnh, chứ không phải dành cho một cái ông già kêu là sắp xuống lỗ rồi, cầm gậy đi không xong, mà muốn ngồi đó làm cái gì. Bây giờ muốn nghỉ mát cũng không được xong rồi. Bây giờ xong rồi đó. Cái đợt này là chúng ta chờ coi. Ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump có một lời chỉ trích dành cho thầy Bảy Đơn. Tổng thống nói một câu là đây là một sự nhục nhã nhất chưa bao giờ có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nhục nhã khủng khiếp hơn nữa, khi hiện bây giờ có cả ngàn người dân Hoa Kỳ phải bị mất mạng, và cũng có thể trở thành, cô chú anh chị em, bị bắt để tống tiền, trở thành một cái bia đỡ đạn sau này để cho Hoa Kỳ không thể tấn công vào Taliban được. Tổng thống nó không sai các quý vị, và có nhiều người ở trong diễn đàn của Nguyên cũng có ý kiến này. Mấy ngày hôm nay Nguyên đọc comment của các quý vị, Nguyên thấy là các vị đều có ý kiến này. Các quý vị sợ là những người dân trở thành một cái bia đỡ đạn, trở thành một cái nơi mà họ ép Hoa Kỳ phải đưa tiền chuộc, trở thành một cái nơi mà kêu là họ để là cái bảo đảm cho họ, đáng sợ vô cùng. Ý kiến của các cô chú anh chị em thì ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump nói y hệt như vậy. Tổng thống nói rằng là hiện bây giờ chưa bao giờ có trong lịch sử, cái số lượng người dân Hoa Kỳ ở tại đó quá đông, và họ sẽ trở thành nạn nhân, và để là một cái bia để mà cho Hoa Kỳ mai mốt này muốn tấn công trở lại Taliban không làm được gì cả. Và không phải chỉ có Hoa Kỳ không, còn dân Pháp, dân Đức, dân Anh Quốc và nhiều quốc gia khác đang bị kẹt ở tại nơi này. Tình hình cỡ này nó quả thật nó không đơn giản như đang giỡn của chú anh chị em. Cái bối cảnh chính trị ở tại nơi này nó quá phức tạp. Nó quá phức tạp và nó quá lớn. Đợt này Nguyên thấy là nó quá lớn. Cái đợt này nó ảnh hưởng lớn lắm. Nó không phải giống như ảnh hưởng thường. Bởi vì đợt này nó có một số lượng nhiều quốc gia bị kẹt ở nơi đó quá nhiều. Mà đi không được, tại bởi vì hiện bây giờ đang vẫn còn nội chiến. Nên là cái vấn đề nó càng phức tạp hơn nữa. Nó càng phức tạp hơn để mà giải quyết. Bây giờ có một vấn đề khác để chúng ta nói cho biết là những cái gì mà Nguyên bình luận cách đây, trước khi mà vấn đề A Phú Hãng mới bắt đầu sụp đổ, thì Nguyên đã chia sẻ cùng cô chú anh chị em là Tàu Cộng sẽ lợi dụng cái đó mà lên mặt, và Tàu Cộng có thể tuyên truyền cái chủ nghĩa cộng sản của họ mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là họ đứng về phía tụi Taliban mà tụi Taliban đã thắng thì tất nhiên họ phải tự hào và họ đe dọa Đài Loan càng mạnh mẽ hơn nữa. Thì vượt qua ở trên tờ báo Toàn Cầu mà các quý vị thường kêu là tờ báo hầm cầu đó, và dưới một cái giọng phát biểu không ai xa lạ là ông Hồ Tức Tiến, là một quan chức của Tàu Cộng đang điều hành cái tờ báo Toàn Cầu. Ông ta nói rằng là Đài Loan dưới A Phú Hãng sẽ giống nhau mà thôi. Khi đụng chuyện thì Hoa Kỳ cũng sẽ rời bỏ Đài Loan y hệt như thế. Các cô chú anh chị em, cái giọng điệu của Tàu Cộng thì chúng ta đã đoán được. Họ cất tiếng nói lên, mình biết họ nói cái gì liền à. Và trên tờ báo Toàn Cầu thì không có cái gì mà lạ hết. Cái chuyện đó là chúng ta đã quen rồi. Thì phía bên Hoa Kỳ phải khẳng định ngay lập tức, khẳng định ngay lập tức liền là lên công bố liền, không, sự việc của Đài Loan với tụi A Phú Hãng không giống nhau. Hoa Kỳ chúng tôi sẽ sát cánh với Đài Loan để khẳng định sự việc này. Các cô chú anh chị em, nhưng mà chúng ta nói đây để cho biết là cái sự việc ở tại A Phú Hãng nó đã làm cho sĩ khí của Tàu Cộng tăng cao. Nó đã làm thầy Bảy Đờn đã, Nguyên không biết là vô tình hay là cố ý, đưa sĩ khí của Tàu Cộng tăng cao lên, để cho Tàu Cộng nghĩ rằng họ có thể bây giờ đúng lúc, đúng thời điểm để mà họ có thể hoành hành. Đây có phải chăng là âm mưu? Bởi vì thầy Bảy Đờn đã rút quân đội đặc biệt để duy tản người dân trước khi Kabul sụp đổ. Thầy Bảy Đờn phải biết cái nguồn tin gì chứ. Mà lúc mà thấy bờ nó là tôi bất ngờ quá, không thể bất ngờ được. Bởi vì ngày hôm nay người ta phanh phui ra, ông ta ban nhiều lệnh lệ trước khi sự việc đó là chuyện vô cùng kỳ lạ. Nên lý do đó mà đảng Cộng Hòa đã kêu nhiều người phải từ chức trong chánh trị của thầy Bảy Đợt. Đợt này là chúng ta thấy là không xong, đúng không cô chú và anh chị em? Đợt này Nguyên nghĩ là cái bối cảnh và cái chánh trị như thế này thì nó thật sự ổng từ chức là đúng. Nguyên nói thật, cá nhân của Nguyên, thầy Bảy Đờn nên từ chức. Tại sao ông ta nên từ chức? Thứ nhất là ông ta không đủ sức lực để làm việc.
Không có một tổng thống nào một tuần làm 2 ngày hết, mà một ngày làm chỉ có 3 tiếng đồng hồ hết. Có nghĩa là nguyên một tuần ông ta làm chỉ có 6 tiếng đồng hồ thôi. Ông ta không đủ sức lực để làm việc. Thứ hai, trí nhớ ông ta bị trầm trọng có vấn đề. Ông ta không có nhớ ông ta nói cái gì nữa, rất là nguy hiểm. Thứ ba, ông ta có liên quan mật thiết gia đình của ông ta với Tàu Cộng. Ông ta không thể nào thẳng tay đối đầu với Tàu được. Và gia đình của ông ta bị bối ruột dưới sự nguồn kinh tế của Tàu. Nên là ông ta nên từ chức là quá đúng. Quá đúng luôn. Hãy nhường cái chức vụ này, và cần cái giai đoạn này phải cần một vị tổng thống nào đó đủ bản lãnh. Các quý vị sẽ đừng ngạc nhiên vài ngày nữa, cả đống người sẽ nêu tên tổng thống Donald Trump. Nhưng mà bây giờ cái bối cảnh nào tiên hiện bây giờ tại Hoa Kỳ là người ta muốn làm sao cứu người dân của người ta, mà làm sao cứu? Duy nhất bây giờ là đua binh giết tụi Taliban. Mà nếu mà thầy Bảy Đờn làm ngược lại thì thầy Bảy Đờn đã không giữ lời hứa với tụi Taliban rồi. Đợt này là thầy Bảy Đờn nguyên không biết ông ta phải giải quyết cái vấn đề nội bộ của ông ta nó như thế nào. Trong cái bối cảnh này thì phía bên chánh quyền của Pháp, ông Macron vừa qua có lên đài truyền hình TV. Ông ta nói là bây giờ ông ta phải cần liên lại với liên minh, có nghĩa là Hoa Kỳ và châu Âu, để làm sao cứu dân ra khỏi. Chứ mình ơn sức lực của Pháp sẽ không đủ. Và ông ta cần một sự họp hội khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. Phía bên Pháp họ đang cần một sự khẩn cấp để giải quyết cái vấn đề dân của họ còn kẹt ở trong trọng. Và cái bối cảnh này các cô chú anh chị em cũng biết, tất cả là do ai? Do thầy Bảy Đờn yếu kém. Bởi vì người ta không sợ thầy Bảy Đờn. Lời nói của thầy Bảy Đờn, chúng ta nói ôi ông này ông mất trí mà lo gì, ông nói bữa nay ngày mai ông quên rồi. Nên là người ta không bận tâm, tụi Taliban nó không sợ. Gần nhất đây tụi Taliban nói gì? Nó sẽ hứa hẹn là tôn trọng một người phụ nữ, quyền lợi của phụ nữ dưới thầy Bảy Đờn. Nó cam kết gì đó. Một ngày hôm nay nó đã gì? Giết chết một người phụ nữ đã không đeo khăn. Một người phụ nữ không đeo khăn đi ra ngoài đường đã bị tử vong. Thì các quý vị thấy rõ rồi. Rồi nó còn công bố trên trước báo chí là tôi tôn trọng tự do của phụ nữ mà phải theo luật lệ đạo giáo. Luật lệ đạo giáo có cho tự do đâu. Tự do nhưng mà phải tuân theo luật lệ của đạo giáo. Thì luật lệ đạo giáo nó có cho tự do đâu. Cái luật lệ của nó là đàn bà phải chùm ra đầu, chỉ lọt hai con mắt thôi. Xấu hay đẹp không biết gì cả. Cô chú anh chị em, đi ra ngoài đường phải có một người đàn ông trong gia đình đi kèm. Nếu không là không được. Không được đi làm, cũng không được đi học. Có nghĩa là người đàn bà phải lệ thuộc và phải nằm ở nhà mà thôi. Nằm ở nhà chỉ có đẻ thôi. Cô chú và anh chị em, đó là cái văn hóa và đó là theo đạo giáo của họ đó. Họ nói họ tôn trọng nhưng mà phải tuân theo luật lệ đạo giáo của họ thì là xong. Và tất cả những lời cam kết với thầy Bảy Đờn họ có tuân theo đâu. Và thầy Bảy Đờn có cái biện pháp trừng phạt không? Không, không dám nói gì luôn. Và thầy Bảy Đờn chỉ nói là tất cả những sự việc mà rút binh thì lúc nào cũng có sự hỗn loạn, không giống nhau. Cô chú anh chị em, hiện bây giờ phía bên Taliban nó đã cho cái gì? 11 tây tháng 9, bây giờ chúng ta mấy tây rồi? Có nghĩa là còn một thời gian ngắn nữa thôi. Mấy chục ngày nữa. Cô chú anh chị em, mấy chục ngày nữa, hai mươi mấy ngày vậy đó. Chúng ta tính khoảng hai mươi mấy ngày vậy đó. Mà bây giờ đó, những cái chỗ thủ đô đó, người dân Phú Hãng đó muốn tiếp cận sân bay, thì bởi vì chỉ có sân bay là cái nơi mà tụi Taliban nó không có kiểm duyệt thôi. Muốn tiếp cận lại sân bay thì bị từ chối hết, bị ngăn chặn hết, mà bước vào thì nó bắn. Thì làm sao người dân Hoa Kỳ, người dân châu Âu đi đến sân bay đây? Chỉ nguyên bằng cách nào đi? Độn thổ hả? Bây giờ trong sân bay đó thì là của Hoa Kỳ và châu Âu quản lý. Nhưng mà ngoài sân bay là tụi Taliban nó quản lý. Rồi nó bao vây cái sân bay gì nè. Rồi làm sao người ta vô đây? Làm sao người ta vô? Những người vô được thì vô được thì đi được rồi đó. Còn những người làm sao vô được? Đi vô bằng cách nào? Rồi bây giờ người dân Taliban họ mới lợi dụng người dân Hoa Kỳ với người dân châu Âu. Họ đi chung. Cô chú anh chị em, họ đi chung tại vì họ muốn chạy khỏi mà. Họ đi theo bầy như thế đó. Thì quá đông người thì bị người ta phát hiện. Thì tụi Taliban nó không cho đi. Rồi cuối cùng bị kẹt hết một đám. Bởi vì họ ở 20 năm, họ đẻ con ở cái ở đó, họ có một cái gốc rễ ở đó quá sâu.
bây giờ cái bối cảnh không cách nào giải quyết được. Giải quyết duy nhất là Hoa Kỳ phải cứng rắn, mà Hoa Kỳ cứng rắn là phải thay thế vị trí tổng thống. Thì chúng ta chờ xem vài tuần nữa có thông tin gì đặc biệt về vấn đề này không.